bà xin chân nghĩa từ mê nôm dô thiê phô mía từ lọ đám xuân ấy mình ung lèng có bàn phía lịch khách môi từ lô ngư rõn trái bây giờ chăn ô cha đồng bây xông ao lô bây giờ chăn chăn ô cha còn trô nơi bây giờ tập tài đưa ca lực làm việc khác bà ẩm chân tha ca phơ rõ ta hai ngay thì môi cục hẹn nâng có đám xuân ấy mình ung lèng nâng có tha phơ đồng bây riêng trăm trọc tế để xa tài có mình bên chất trong platform Bosnia hay đồng nai cả Bosnia đại miền cả lực làm năng tiếp mình trọng đại xem xét là cam ca chia riêng trong cả Bosnia nó cứ ở bàn đặt trại quạt hay đôi khi nông thì khách nâng phong đá quạt bàn tập trung đó hay đoàn tiếp ao lượng dụ rồi một trại bị chân ở cha nâng còn trâu về chia tập tài hay cà phê mà sau một ngày nó có lại cả đôi khi nông tụ tụ à sự cam phê rồi bọc chia rồi đại phơi mà hạ bát cam được trong xem xét được chia trong rằng của những này bị đau nâng cư chỉ cả thuê tam à rõm hay mình vô lòng bị cả bật có sống ở bây giờ bật nâng cư tu xuân cả bật ta lúc vô chẳng mạch đại tệ tôn cho môi nâng lịch khách đẹp nhà tên dù rộn trái thay hay mình cách lại tốt bình dù rộn trái thay là nâng cư rộn con trâu chi tự tay chỉ tu tới mê đất nôm và tên thì môi niềm mũi còn môn nâng thư ấy còn tay tệ miền mù lực thán đâm bấy xâm rạp kỳ hạ thà rê dài bầm rong nâng đọc rai nửa bật tạ cá đại cát lại chỉ bị xét tìm mũi bẹp con chỉ mũi ăn rả thiệt rùa bật tê chẳng ốc sơ tế bàn cho cách prôn riêng rưu cơ chia sẻ má chức nây ốc ca thạp chỉ chiến hai bật tê đời lại khác miền sạch chạp bán nông ca của rút cú ca của chiến thập bật tài chẳng dừng mơ khơi bà nhà hạ đề ca đề quật sau mọi mê đất nôm nì dô rộn rây thay và dụt chăn ủ cha nế dương thật kết hạ ta lúc bà dụt chăn ủ cha vì môn quật chị ấy dương đăng thác quát chi ạ kẹo À, mình các bị chìa cá còn toàn chiến thầy chẳng dương khơi nhà ta nơi không có thể thấy dì dạ bê pram của môi bẩm bơ chân nam môn ta miên bạc nhà hài cả làng khá dương khơi miên cá phát đô thì dụ rộn trái khá ban mà chân nam khá ban bẩm môi khai khá ban vì chân nam anh chân tầy còn ta ất thịt bô trong cao này sạc ca mập hiếp rứa cả bất đặc ca này dù bài này thay nó nghe tổng bơ nó thay nó nghe cứ trai ban khắc đau ông nái đau cầm lăng vô thì cứ bị lô bà dốt chặt chặt ngay hai quạt vô bị dương hai tha rốt bà ha nơi bà tê thái kì hai tha rốt bà ha bà quạt sát rốt bà ha bà quạt sát để chia tùm lọp hai để chia tùm lọp đứa cơ chia bà bây ni là bà thay tử hai đam bấy đọc sài bà nhà hà mùi đầy kì hai tha tòa cho rõ nơi bị bắt là vô bài tê khăn ông nâng dốt bà nhà hà rốt bà ha chia đầm đọc sài vấn đề dương nghiệm mà tha ta ca lực là người robot mẹ đừng nói thì mình ông liền nè mẹ rất là hà nơi bởi thế phụ mẹ thamay thamay nè xong ai lúc phải dứt chàng của cha nó đã bây chui còm trồ chui còm trồ rứ có quát bát ăn ăn khá bởi chìa tôi phụ mẹ đẹp phơ bát cam tu tiệm bởi thế nâng thá ọt skoa sẽ đầy bất ọt skoa rương hạt bất ấy tê đây mà cho rùm phơ bát cam ចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំចង់និយាយចេញតិចចង់និយាយចេញតិចបើនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលណាមួយដែលជាគេអិសរាជននយោបាយណាមួយនៃប្រទេសនីមួយៗជារឿងធម្មតាទេជារឿងធម្មតារឿងដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលបានចោទថាប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងអត់អីគាត់ចាំមើលតែលទ្ធផលនៃដំណើរការចុងក្រោយលទ្ធផលនៃដំណើរការចុងក្រោយបញ្ហាដែលនៅភូមិគឺនិយាយពីបញ្ហាបោះឆ្នោតមានដឹកនាំយោធាបានចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហ្នឹងរហូតដល់ប្រកាសលទ្ធផលនឹងមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងបាននិយាយគ្នាម្ដងហើយថាដំណើរការនីតិវិធីបោះឆ្នោតភាគីដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលណាមានវិវាទនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទី1ដំណោះស្រាយរបស់គេនឹងដោះតាមរយៈគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើដោះតាមគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនចេញដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតុលាការឬក៏ក្រមសាធារណជនដូចនៅបណ្ដាប្រទេសយើងដែរប៉ុន្តែក្រោយពីការដោះស្រាយចប់មានន័យថាការគេហៅថាការសម្រេចចុងក្រោយគណៈកម្មការជាតិគឺប្រកាសនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាគណៈបកនយោបាយណាមួយឈ្នះឆ្នោតឬក៏ចាញ់ឆ្នោតអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបញ្ហានៅភូមិតាមការដែលយើងទទួលព័ត៌មានថា
bánh hà ca bọc nó về miền con ta còn rất về miền tích tôi bằng hót viên viên là hốt đó thật tôi bởi nó ra dạng mấy cả đói mê đăng nó vô thía cái nặng bạc đè thằng này cực cực là vô thía nó nơi tài tranh cả đè tay rương đá bằng cọp lực nông nông to được tiến lộ rương ạc thịt bồn vô thía nơi cùng miền nó rồi vì đầm nà ca bọc nó đây chẳng là bì bọn đã phạm nâng rồi hốt miền ca bọc nó đây chẳng là bì bọn và phây là nà tì bì nế miền này chẳng ạc thịt bồn nơi ẩm nà vô thía nơi chẳng đầm nà ca trút ra ẩm nà bài bạch ca xam xài sập chẳng làm cả lòng ngon nâng đó đầm nà ca miền ca bọc nó đó và chia bộ rốt miền ca dư nâng vì đầm nà ca bọc chia thật tài chia bì xét và chia bộ rốt phù miền nơi tài bọc cám chùm hồ control lục xây ông San Suu Kyi khi mê đăng nô to là đang bay sẽ rây phiếp nơi không có thể phụ miền chẳng rương đá bị chia bỏ phụ mía còn liên tiên nơi sẽ rây phiếp con đi còn lại như một cô ta môi định cuối phía ách bằng chuyện ha sẽ lắp nào để miền ca và ca hợp lạc bao lý cả bọc nào hay tùm hôm nay bị chia bỏ để quản trô ní vì ai cho lâu bằng chàng như thế vì ở miền chỉ ca không rưu còn luôn bằng lòng sẽ lắp nào rưu còn hoa chương nên tổng nào cao bọc nào vừa ở phạm con vừa ở phạm con này là phạm bọc nào đọt thuần thua đô tê chắc ca lực lao được bóng miên được nông vô thí rốc bảo vệ thá chỉ rương thọ là mê đăng nông rốt bả há rước cả mê đăng nông na muối đại quật phơ rương ấy quật miên kê hai thá ẩm nà miên hai thọ bỏ quật ta mấy thế nia, rứa cò cà pia nơi sạc cam một hiệp rồi một quạt, cà chao bạc cam rồi bọn trả chiết, cứ rứa cò cà lương lang rồi bọn phải chiết bò rót, nơi không bật tiền rồi bọn luôn quạt rơi té, rô mặt siêu bái, đam bấy đọt sai, đôi cà lương lang thà, phải chiết bò rót cũng miệt lần lượt phật, cà chênh xâm đai mặt tế, cà chênh to su mặt tế rồi bọn phải chiết bò rót cũng miệt, cứ chỉ đường phật đây, đường phật cứ mình còn chỗ miệt đằng nón rất là hà vô thiền đòi pra ảnh vô thiền đòi bây cái đòi pra ảnh nạch tại phần này.